Dạ, xin trân trọng kính chào ông và mục sư Trần Hồng Nguyên, mục sư Cốt cũng như là mục sư Cường tại đây, và mục sư Hải, mục sư Thành cùng tất cả con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng tôi rất là vui một lần nữa được Chúa cho phép hai vợ chồng tôi được qua cùng chia sẻ lời của Chúa trên trại mùa đông, thật là phước hạnh. Hôm nay thì có cơ hội hai vợ chồng chúng tôi đến đây và chúng tôi xin phép ông bà mục sư cho chúng tôi cùng nhau học Kinh Thánh. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý. Mấy người đồng ý thì quý vị cho một tràng pháo tay. Đây là lời yêu cầu của chú Hùng, của Thu. Và một số người bảo rằng tôi thấy vợ ông giảng hay hơn ông. Cho nên là đúng ra là chiều nay thì để cho vợ ông giảng đi. Nhưng mà trong chương trình thì để tên tôi rồi, cho nên là tôi cũng ráng lên đây. Nhưng mà sau giờ này thì cô Hiền sẽ tiếp tục chia sẻ những điều mà tôi muốn nói. Do vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa vì một năm cũ đã trôi qua và năm mới chuẩn bị đến. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa cũng chép cho chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu số 17 rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi và nay mọi sự đều trở nên mới. Tôi hy vọng rằng tất cả những điều gì cũ kỹ của năm cũ làm cho chúng ta mệt mỏi, làm cho chúng ta ưu phiền thì nó sẽ tan đi và chúng ta sẽ đón nhận năm 2019 với sự đắc thắng thành công ở trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cái chủ đề mà hai vợ chồng chúng tôi đã ngồi và chúng tôi soạn ở trên núi đó là kết thúc năm cũ và chào đón năm mới. Đây là khi mà chúng tôi cùng nhau ngồi soạn á, thì lúc bây giờ thì chưa có ý kiến là chúng tôi cùng nhau chia sẻ. Cho nên tôi thấy là hoàn toàn với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Và tôi hy vọng rằng cái gì trong chúng ta cũ kỹ nó phải chấm dứt đi. Mọi bệnh tật, mọi mệt mỏi, mọi lo lắng và thất bại cũ kỹ chấm dứt đi. Và sự tươi mới thành công trong Đức Thánh Linh phải được hình thành trên đời sống của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi cũng muốn nói cho thêm là cảm ơn Chúa. Bấy lâu nay chúng tôi cũng nhốt ở trong sự lo lắng, sợ hãi và chúng tôi nhốt trong sự thập thò. Thì cảm ơn Chúa đến lúc chính quyền cầm giấy tờ xuống và giao cho chúng tôi bảo rằng kể từ ngày hôm nay, điểm nhốt này đã được công khai và chính thức. Và sau đó chúng tôi đưa ba cái thập tự giá lên cao nhất vì nhà chúng tôi Chúa cho tới 5 tầng. Cho nên chúng tôi để trên cao tầng cao nhất, khu cao nhất của khu vực và ba thập tự giá trước, đằng sau và bên hông. Trên cả khu vực nó máy bay bầu trời dồn xuống thì thấy đèn chớp chớp ba thập tự giá trên căn nhà của chúng tôi. Sau đó hai vợ chồng chúng tôi quyết định đứng ra và tổ chức và trong ba đêm truyền giảng có hơn 100 người trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu. Mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa. Sáng chủ nhật vừa rồi ở tại Việt Nam á, thì chúng tôi xem những hình ảnh thì những người mới tin Chúa đó họ cũng đến họ thờ phượng Chúa chung nữa. Đó là dấu hiệu và cảm ơn Chúa. Trong năm qua thì Chúa đã cho họ Thánh Salom đã mở ra được 6 điểm nhóm khác nhau. Và những lúc mà tôi đi vắng á, cô này là tác giả. Chúa dùng của cô này, cho nên cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng tôi đến đây cùng nhau chia sẻ những điều mà Chúa làm cho đời sống của chúng tôi. Và tôi hy vọng là tất cả những gì cũ kỹ sẽ qua và những điều tươi mới sẽ đến. Và theo văn đoạn Kinh Thánh ở chép ở trong sách Giô-suê đoạn 14 thì trong trời chương trình thì chúng ta cũng đã thấy rồi. Câu chuyện này được kể về như sau. Bây giờ con cháu của Giu-đa đến nói với Giô-suê tại Gilgal và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê người Kê-rít, nói với ông rằng: ông biết những gì Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a liên quan đến ông và tôi. Bây giờ điều tôi muốn nói với anh chị em rằng Ca-lép đã đến cùng Giô-suê. Và sau khi Môi-se là một đầy tớ của Chúa, là một người được Chúa bày tỏ những dấu kỳ phép lạ, và Môi-se đã dẫn dân sự của Chúa rời ra khỏi Ai Cập và đi và kinh nghiệm biết bao nhiêu dấu kỳ phép lạ ở trong đồng vắng, nhưng mà Môi-se vẫn chưa đưa dân sự của Chúa đến nơi xứ được. Và đến lúc Môi-se nhường chỗ lại cho Giô-suê và Ca-lép. Và tôi cũng biết rằng Hội Thánh Việt Lai Hào đang trên bước đường mà ông bà mục sư cũng chuẩn bị đưa ra những Giô-suê và Ca-lép tại đây. Và tôi hy vọng rằng Giô-suê và Ca-lép này sẽ dẫn dân sự bước vào trong xứ hứa. Và cảm ơn Chúa. Vấn đề là Giô-suê và Ca-lép là hai người đồng tuổi, đồng trang lứa, đồng kêu gọi và đồng được sai đi. Nhưng mà bây giờ sau khi Môi-se qua đời thì Giô-suê là người tiếp cái công việc của Môi-se, mà Ca-lép cũng đồng trang lứa, đồng tuổi, cũng đồng tất cả mọi chuyện, nhưng mà Ca-lép sẵn sàng đến cùng
Giuse. Em muốn nói về sự đến. Amen. Dạ. Dạ, xin cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa qua lời của Chúa trong Giuse đoạn 14 câu số 6. Chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Đó là ông Caleb. Ông là một người lớn tuổi. Ông được kêu gọi cùng một lượt với lại ông Giuse. Cùng chung đức tin, cũng giống như đầy tớ của Chúa đã chia sẻ cho chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa là tại nơi đây ông đến gần ông Giuse. Đến gần ở đây không phải chỉ là bằng thể xác, nhưng mà ông đến gần ở đây để mà ông thấu hiểu, ông đồng cảm và ông đặt mình ở trong vị trí của người lãnh đạo Giuse. Để rồi ông cảm thương và ông có thể chia sẻ được những cái gánh nặng của một người lãnh đạo. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta, như chúng ta đã biết rồi, ở trong gia đình thì có vợ, có chồng. Tôi thì được Chúa đặt để tôi về hôn nhân. Tôi rất là chú trọng về hôn nhân. Dạ. Và tôi sẽ nói về một khía cạnh về hôn nhân. Tất nhiên lời của Chúa thì rất là đa dạng. Giờ chúng ta thì có hạn, cho nên là về cái lĩnh vực hôn nhân thì chúng ta biết là Đức Chúa Trời đặt để người chồng là chủ trong gia đình. Có đấm lúc đó là người vợ cũng có đức tin như người chồng, mà cũng có lắm lúc là cao hơn người chồng. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta học ở cái tinh thần của ông Caleb, đó là ông đến gần ông Giuse. Nghĩa là Chúa muốn nhắc nhở về riêng tôi, về khía cạnh của một người vợ, để một gia đình hạnh phúc và để một cái sự thành công. Cuối cùng ở trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng thấy là họ cái đất nước mà ông Giuse và ông Caleb cai trị đó được bình yên. Không còn giặc giả nữa. Giặc giả ở đây có rất là nhiều khía cạnh. Về trong hôn nhân thì có những cái giặc giả mà nếu mà không hiệp một, mà không thấu hiểu, không đến gần để mà chia sẻ, không đặt mình ở trong vị trí của người khác thì dễ lắm mà bị giặc giả. Bị chiến tranh lạnh ở trong gia đình. Nhưng mà nếu mà người vợ đến gần người chồng và đặt vị trí của mình, tấm lòng của mình, đời sống của mình, ví dụ như mình đứng vị trí của người chồng thì mình sẽ thấu hiểu hơn, mình sẽ đồng cảm hơn và gia đình mình bớt chiến tranh. Đó là không phải là không có chiến tranh, nhưng mà chúng ta sẽ bớt chiến tranh nếu như người chồng đặt vị trí là một người vợ. Amen. Người vợ đặt vị trí là một người chồng thì tôi thiết nghĩ là gia đình đó sẽ thành công. Amen. Dù người vợ có giỏi như thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời vẫn tạo dựng người đó là người nữ. Dạ. Cho nên cho dù giỏi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta phải tôn trọng vị trí mà Đức Chúa Trời đặt để. Có rất là nhiều hôn nhân tan vỡ, đem đến một cái sự phỉ báng, đem đến một cái sự ô nhục, đem đến một cái sự tổn thương cho danh của Chúa, cho con cái họ, cho thế hệ kế tiếp. Vì cớ người vợ và người chồng họ không chịu gần với nhau, và họ không có chịu lắng nghe nhau, và họ không có chịu tôn trọng nhau. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay, tôi lần đầu tiên tôi qua Mỹ, và tôi cảm ơn Chúa vì nếu mà không có chồng tôi thì tôi không được đến tới đây. Dạ. Cảm ơn Chúa là trước khi mà tôi đi qua sang Mỹ thì ba tôi, một mục sư đầy kinh nghiệm, ông lớn tuổi, ông có đến hội thánh đây một lần. Ông đến Mỹ. Ông đến Mỹ chưa đến thánh này. Dạ xin lỗi. Ông năm nay 83 tuổi. Và ông nhắc tôi rằng nếu mà có một hội thánh ở bên Mỹ mời con giảng, nếu mà con được hội thánh welcome con, thì lời đầu tiên mà ba dạy con đó là con hãy nói lời cảm ơn Chúa. Và lời thứ hai ba dạy con là hãy cảm ơn chồng của con. Hallelujah. Dạ, và tôi đã làm những gì ba tôi dạy. Thật sự Đức Chúa Trời chúng ta thật là tuyệt vời. Và Đức Chúa Trời chúng ta thiết lập hôn nhân, và trong ý muốn hôn nhân mà Đức Chúa Trời thiết lập đó là chúng ta được thành công và đem sự vinh quang về cho danh của Chúa. Amen. Amen. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng ma quỷ nó luôn luôn, nó gieo rắc, nó luôn luôn, nó đem đến một cái sự nghi ngờ. Nó không muốn cho hôn nhân đầu tiên thành công, đó là Adam và Eva. Và ngày hôm nay cũng vậy. Nó không bao giờ muốn cho một gia đình nào mà hạnh phúc. Nó luôn gieo vào trong cái tư tưởng sự tranh cạnh, sự hơn thua, sự so đo,
sự tính toán. À, bà tối ngày bà ở nhà không à? Bà có biết là tôi cực khổ trong công ty không? Tôi bị áp lực trong công ty không? Rồi bà vợ nói rằng, ông tối ngày chỉ biết công ty không à? Ông có biết cái cực khổ trong gia đình không? Ông có biết cái gánh nặng của người phụ nữ không? Ông có biết có rất là nhiều việc không tên mà tôi phải làm mỗi một ngày không? Dạ, và thế đó đem đến một cái sự chiến tranh. Và những người con trong gia đình hàng ngày nó thấy cha mẹ nó như vậy thì không thể nào nó yêu mến Đức Chúa Trời được. Nó không thể nào nó được đứng vững và nó không thể nào nó có một cái tương lai tốt đẹp được mà chị em. Cho nên lý do đó tôi xin Chúa giúp đỡ là người chồng, người vợ, chúng ta nên gần nhau hơn và chúng ta nên thấu hiểu nhau hơn thì chắc chắn gia đình chúng ta sẽ thành công. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Sự khích lệ của vợ tôi vấn đề hôn nhân. Và tôi đang nói tiếp là cảm ơn Chúa. Đúng vậy, cái câu gốc tôi nói là tôi đã ghi lên đây là từ đó về sau, xứ được bình tĩnh và không có giặc giả. Làm sao mà sau khi Môi-se được Chúa đem đi và Joseph và Caleb được đưa lên để dẫn dắt dân sự của Chúa vào trong xứ hứa, phải chiếm tất cả thành Jericho, thành Ai và các vua khác để lấy được đất và chia sản nghiệp cho mỗi chi phái khác nhau, mà đứng trước tình trạng biết bao nhiêu quân thù kinh khủng như vậy, mà Kinh Thánh trong phân đoạn này ghi là từ đó về sau xứ được bình tĩnh và không có giặc giả. Tôi mong muốn là cái câu Kinh Thánh đó được gửi đến Hội Thánh Việt Lighthouse tại nơi đây. Amen. Tôi mong muốn rằng từ tất cả các mục sư vừa nhận chức, tất cả các ban trị sự, những người trong Hội Thánh, chúng ta thấu hiểu được vấn đề, đến gần nhau, thông cảm cho nhau, hỗ trợ cho nhau và đặt để Chúa lên hàng đầu vì vương quốc của Chúa, thì tôi tin chắc rằng mọi chuyện Chúa sẽ sắp đặt và dẫn dắt theo ý muốn của Ngài. Chắc chắn rằng sẽ có thành công, chắc chắn sẽ có phước hạnh. Ở trong sách Esai đoạn 43 câu 18 và 19 tôi muốn gửi đến cho Hội Thánh của Chúa buổi chiều hôm nay. Vì hôm nay cũng là ngày cuối năm 2018, chuẩn bị bước qua 2019. Esai đoạn thứ 43 câu 18 chép như sau: đừng nhớ lại sự đã qua, cũng đừng nghĩ đến cái chuyện đời trước. Và này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến nước chảy trong nơi sa mạc. Tôi cầu nguyện cho cái gì của về hôn nhân, về vợ chồng, về bạn đồng lao, về những người đứng lên đây thờ phượng Chúa, về cách giảng dạy hay là cách gây dựng trực tiếp hoặc là gián tiếp cách nào đó mà làm cho chúng ta bị tổn thương, làm cho chúng ta mệt mỏi, hoặc là làm chúng ta không có hiệp ý, hoặc là làm cho chúng ta cảm thấy như là bất đồng ý kiến, thì nhờ ơn Chúa tôi cầu nguyện rằng những sự cũ đó được quên nó đi và sẽ sẵn sàng để đón nhận sự tươi mới ở trên Hội Thánh của Chúa trong năm tới. Cảm ơn Chúa thì chúng tôi là những người cũng sinh sao để muộn mà thôi. Chúng tôi cũng chưa dám lên tiếng một điều gì cả. Nhưng mà dầu vậy thì chúng tôi có một chút kinh nghiệm chúng tôi muốn chia sẻ là đây để mọi người chúng ta cùng biết và chúng ta cùng cầu nguyện cho chúng tôi tiếp tục cũng như là cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa. Trong những ngày bắt đầu chúng tôi mở Hội Thánh đầu tiên, và quý vị biết rằng khi nhóm lại chỉ có hai vợ chồng chúng tôi với một đứa con, và sau đó có thêm một gia đình của anh kia nữa, rồi nhóm. Rồi quý vị biết rằng cái bữa đầu những lúc mà chăn dắt Hội Thánh như vậy, có một thời gian như vậy, quý vị biết rằng chiên nó vui á, thì nó ở, buồn thì nó đi. Bình thường lâu lâu nó trở thành một con chiên rất là ngoan, mà thỉnh thoảng con chiên nó mọc lên một cái sừng. Anh biết anh Giang anh có ý gì không mà anh gửi cho tôi cái clip, anh gửi cho tôi với ông thầy Thành cái clip. Coi như là một ông kia đang chăn một bầy chiên đang đi ngon lành đó, nó gặp sự cố chứ không biết, nó sẵn hồn nó quay lưng lại. Xoay lưng lại thì nó chạy mạnh con nào nó chạy. Thì có con kia nó thấy ông chăn cản đường của nó, cái người chăn cản đường nó tông vô ông chăn luôn. Và cái người chăn té ngã ra, ngóc đầu lên chưa kìa. Vừa ngóc lên thì cái con kia nó, đàn kia nó lấy trốn thì xa, nó chạy lên, nó tông vô ông người chăn nó một cái nữa. Ông người chăn lộn ra mấy vòng. Tôi nói ôi chú ơi, chiên lâu lâu mà nó quay đầu nó đẩy thì mấy người chăn cũng hả họng luôn. Nhưng mà dù vậy thì tôi học được một điều rằng
càng chúng ta càng đối diện với sự khó khăn chừng nào, chúng ta càng đối diện với sự thử thách chừng nào, chúng ta càng bám chặt lấy Chúa thì chúng ta thấy quyền năng của Chúa sẽ thay đổi những con người đó. Chính những con người đó ngày hôm nay họ là những con người trung thành với Chúa và yêu mến chúng tôi bằng cả tâm lòng. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết rằng Caleb đã đến nói với Joshua rằng ông đến gần, ông đủ khả năng, ông đủ thẩm quyền để mà ông nhận được một phần đất giống như bao nhiêu chi phái kia đã nhận. Nhưng mà Caleb nói rằng những phần mà đã có sẵn á thì cứ nhường, cứ cho mỗi chi phái khác đi. Còn riêng về phần của tôi, hãy để tôi đi đánh giặc, hãy để tôi đi chiếm xứ và để tôi lấy cái chỗ mà tôi phải đánh, chứ tôi muốn nhường những cái gì có sẵn lại cho những người khác. Chúng ta thấy học một tinh thần của Caleb là mặc dù lớn tuổi, mặc dù mệt mỏi, mặc dù là đúng là cần phải hưởng những phước hạnh đó, nhưng mà Caleb sẵn sàng nhường cái phần phước, nhường cái phần tốt cho những con người khác và mình thì tiếp tục chịu khổ, chịu cực để tiếp tục đi đánh giặc. Và chúng ta thấy được tấm lòng Caleb như vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho xứ được bình tĩnh và không có giặc giả. Vì chúng ta biết rằng để gây dựng một hội thánh, nó không phải là đơn giản chút nào. Mà khi mà hội thánh đã hình thành, mà ông bà mục sư đã lo về hội thánh có mọi chuyện, mà bây giờ hội thánh đã hình thành, ban bệ có, thờ phượng có, mọi chuyện có, dân hiến có, mà ông bà nói là thôi bây giờ ông bà nhường lại cho các chi phái khác, và ông bà đứng về phía sau ủng hộ. Tôi thấy được tinh thần của ông bà đáng để cho chúng ta học hỏi. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời của Caleb cũng là Đức Chúa Trời của ông bà mục sư tại đây, cũng là Đức Chúa Trời của Joseph và Caleb, cũng là Đức Chúa Trời của những mục sư đang được Chúa ban ơn chúc phước tại nơi đây. Amen. Và Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự trật tự, Đức Chúa Trời của sự thêm sức và Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Cho nên ai khiêm nhường, ai hạ mình, ai sẵn sàng về danh của Chúa, ai sẵn sàng hy sinh cái phần tốt nhất của mình, Chúa sẽ cho người đó phần tốt hơn những điều mà người đó mong tưởng nữa. Trên cảm ơn Chúa, và tôi có thể làm chứng về vài công việc mà Chúa đã làm trên hội thánh. Ví dụ như là Mỹ Hiền có thể kể về câu chuyện về chị Hà, là em của anh Tâm tại đây, cho hội thánh biết rằng Chúa cùng làm việc với những người hiệp một với nhau, có đức tin yêu thương, và Chúa làm vinh hiển danh Chúa. Amen. Có nhân chứng tại đây cho mọi người cùng nghe kể về câu chuyện của chị Hà. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Tôi xin làm chứng về câu chuyện của chị Hà, là em của anh Sơn. Anh Sơn, nhạc sĩ Sơn, cảm ơn Chúa. Chị Hà thì tin Chúa một cái thời gian, và chị ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn, đó là chồng của chị không có đồng ý cho chị đến hội thánh. Và chị cũng đến nhiều lần, và sau đó chị bị bắt bớ và chị không có đến hội thánh. Và trong cái sự cầu thai của chị Tâm thì lúc thời điểm đó hay gọi cho tôi, hai chị em cầu nguyện cho chị Hà. Anh Sơn cũng cầu nguyện cho chị Hà, và cảm ơn Chúa, qua cái lời cầu nguyện hiệp một của chúng tôi thì Chúa đưa chị Hà về với hội thánh thờ phượng Chúa trong một thời gian. Thì chị Hà lâm vào trong một cái căn bệnh, đó là ung thư mà giai đoạn cuối. Khi phát hiện ra thì quá trễ rồi, và bác sĩ bệnh viện ung bướu ở Sài Gòn là quyết định mổ cái bằng mẫu cấp tính. Và lúc đó thì chị Tâm gọi về cho tôi, là chị Tâm nói là cô Hiền ơi, giờ chỉ có Chúa thôi, chỉ có Chúa có thể mới cứu được Hà thôi, chứ bây giờ bác sĩ cũng hoàn toàn bó tay. Bác sĩ nói là bác sĩ sẽ làm hết khả năng, nhưng còn được chữa lành hay không thì bác sĩ không có dám đảm bảo. Và thì hội thánh cầu nguyện rất là nhiều, và ngày hôm đó là cái ngày rất là cam go, và chị Tâm gọi cho tôi rất là gấp, và tôi chạy thẳng vào trong bệnh viện. Khi mà tôi vào trong bệnh viện thì bác sĩ không có cho tôi gặp chị Hà, tại vì cái ca này nó hơi phức tạp quá, cho nên bác sĩ không có cho tôi gặp để bác sĩ làm việc. Nhưng mà tôi cứ cầu nguyện Chúa và cảm ơn Chúa, thì trong lúc đó thì bác sĩ quyết định là đẩy chị Hà vào trong cái phòng, qua một cái phòng khác để mà chụp hình á. Thì trong cái vừa mở cửa ra thì cảm ơn Chúa là tôi chạy theo được cái băng ca còn đang đẩy chị đó, và tôi chụp cái vai chồng chị liền. Anh chống đối anh, tôi chụp vai liền, tôi nói bây giờ anh có muốn Chúa chữa lành cho vợ anh không? Anh nói muốn chứ, anh muốn Chúa chữa lành cho vợ anh thì anh phải đầu phục Chúa, và anh phải có một cái lời cầu nguyện hiệp một với hội thánh, hiệp một với chúng tôi thì quyền năng của Chúa mới xảy ra. Tại vì Kinh Thánh Chúa nói là hai ba người hiệp một,
Nhưng danh Chúa Giêsu Christ thì Ngài sẽ hiện diện tại nơi đó và Ngài sẽ lắng nghe và Ngài làm ơn. Cho nên là bây giờ là một cách duy nhất là anh phải đầu phục Chúa. Cảm ơn Chúa là anh nói với tôi là lẹ lẹ lên, bà nói lẹ lên đi, bà nói lẹ lên để tôi nói theo. Dạ, cảm ơn Chúa. Và cảm ơn Chúa là tôi hướng dẫn ảnh tin Chúa. Vừa hướng dẫn ảnh tin Chúa và vừa đẩy xe ảnh, đẩy xe tôi đẩy theo. Và cảm ơn Chúa là lúc đó thì người ta cũng vừa đưa chị Hà vào trong cái phòng để mà chụp hình á, cái phòng cách ly luôn á. Nhưng mà cảm ơn Chúa là lúc đó chúng tôi cũng, tôi vừa tới và đặt tay được trên đời sống của chị Hà. Và công bố là linh ung thư, linh của sự hạ hiếp, người không có quyền gì trên con gái của Đức Chúa Trời. Và quyền năng của Chúa sẽ xảy ra để rồi cho chồng của chị Hà biết rằng chị đang thờ phượng một Đức Chúa Trời vĩ đại. Một Đức Chúa Trời đầy quyền năng. Amen. Và cảm ơn Chúa ông bà chị em. Thật là tuyệt vời. Những gì mà hội thánh cầu nguyện, những gì mà anh chị Sơn Tâm, Cô Men và hội thánh và cũng như là hai vợ chồng tôi Cô Men cho chị Hà, Chúa làm hoàn tất. Cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành cho chị Hà một cách rất là ngoạn mục. Và ông bà chị em biết là bác sĩ khi mà gặp lại chị Hà, bác sĩ không tin là chị Hà được chữa lành đó. Và hỏi chị Hà là dùng thuốc nào và phương cách như thế nào. Cảm ơn Chúa chị Hà có cơ hội để mà làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho chị. Cảm ơn Chúa. Và chồng của chị ngày hôm nay rất là ngoan hiền, thật là ngoan. Dạ, một tiếng cô, hai tiếng cô. Ngày xưa gặp từ đằng xa là cảm thấy khó chịu đối với chúng tôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa bắt phục đời sống của anh. Cho nên tôi muốn làm chứng điều này để nói với hội thánh của Chúa rằng khi chúng ta hiệp một, yêu thương, khi chúng ta có một cái sự cuông mang và đồng cảm thì quyền năng của Chúa chắc chắn sẽ xảy ra. Dù một cái nan đề, dù cái sự khó khăn, dù bao nhiêu là điều mà bí lối, nhưng mà khi chúng ta hiệp một, đức tin chúng ta có một cái sự xác quyết nơi quyền năng của Chúa và có sự hiệp một ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở trong hôn nhân thì quyền năng của Chúa chắc chắn sẽ xảy đến. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa vì đúng là chị Hà đã thời kỳ thứ tư thì kiểu như là xong rồi, không còn hy vọng gì cả. Nhưng mà đối với con người thì bất lực, nhưng mà đối với Chúa thì mọi chuyện có thể được. Amen. Cái điều mà tôi không chỉ là vui vì chị được chữa lành, nhưng mà tôi vui là sau khi chị được chữa lành là chồng của chị, mẹ chồng của chị đều trở lại thờ phượng Chúa. Amen. Và tôi vui là ông chồng của chị cũng đã tổ chức kỷ niệm ngày cưới đó. Hai vợ chồng đến kỷ niệm ngày cưới và chúng tôi cũng đến vui mừng. Và vừa rồi thì dự Giáng sinh cũng rất là vui mừng. Gặp chúng tôi rất là phấn khởi vì thấy những gì Chúa đã làm cho vợ mình kỳ diệu. Và ông là nó làm vợ tôi sau khi bệnh bây giờ, vợ tôi đẹp hơn lúc trước. Đó là cái điều kỳ diệu. Thường thì một người bệnh ung thư xong thì phải rụng tóc và xấu này nọ. Chị không hề có vấn đề gì cả. Và Chúa làm phép lạ và tạ ơn Chúa. Cho nên vấn đề chúng tôi đang chia sẻ tại đây là những cái gì cũ kỹ nó qua đi. Và cái điều mới đang đến. Và chúng và tôi cũng đang nói vấn đề mà tinh thần hiệp một giữa Giô-suê và Ca-lép để đem nó cho cái xứ được bình tĩnh và không có giặc giả. Thì tôi cầu nguyện cho mỗi một người trong hội thánh của chúng ta biết rằng cái sự hiệp một giữa vợ với chồng, giữa những người phục vụ Chúa, giữa những nhân sự với nhau, khi mà chúng ta hiệp một như vậy, sự hiện diện của Chúa chắc chắn sẽ đến. Amen. Khi mà chúng ta hiệp một, sự hiện diện của Chúa đến, mà chỗ nào Chúa hiện diện thì tôi tin các bạn chỗ đó có dấu kỳ và phép lạ xảy ra. Và chắc chắn rằng xứ sẽ được bình tĩnh. Và cảm ơn Chúa. Chúa nói là kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, và tiếng chim kêu kêu trong xứ. Và những cái mùa đông của sự ảm đạm, những cái mùa đông của sự mệt mỏi, những mùa đông của sự khó khăn, những mùa đông của sự thuê mướn phòng nhóm, chúng ta công bố rằng nó phải chấm dứt và mùa xuân vinh hiển của Chúa đang đến với hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng tôi đang công bố trong lời đức tin. Và chúng tôi công bố lần sau chúng tôi có đến hội thánh Việt Lighthouse thì Chúa cho hội thánh Việt Lighthouse có một nơi nhóm lại trong riêng biệt. Amen. Không bị giới hạn. Bởi vì chúng tôi nói điều này thì một số người tưởng là chúng tôi nói chuyện phần đông những người trong hội thánh Salom nó làm thầy Phong của cô Hiền nói chuyện trên mây không à. Nói chuyện là nói chuyện trên mây không. Quý vị biết từ khi mà chúng tôi bắt đầu thuê mướn chỗ này chỗ kia, chúng tôi biết cực khổ biết bao nhiêu. Rồi chúng tôi có được chỗ nhỏ, chúng tôi công bố những điều. Mà thật sự, cho đến khi mà Chúa làm một cái thì mọi người đều biết được rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng bởi năng lực, bèn là bởi thần của Đức Giê-hô-va.
Chúa, một khi mà Chúa làm thì Chúa sẽ làm trỗi hơn một điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng nữa. Caleb 85 tuổi vẫn đi đánh giặc. Ông đi đánh giặc không phải bằng sức của ông, mà ông đi đánh giặc bằng sức của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, cái điều ông muốn, cái điều ông khao khát, cái điều mà ông muốn nhường những cái có sẵn cho người khác, và ông chịu sẵn sàng hy sinh, ông sẵn sàng chịu khổ, chịu cực, và Đức Chúa Trời đã bù đắp lại trên đời sống của ông. Cho nên tôi muốn nói với tất cả quý con cái của Chúa tại đây là Đức Chúa Trời chúng ta, Ngài là đấng hay làm phép lạ, muốn làm phép lạ, và Ngài cũng là đấng sẵn sàng làm phép lạ cho những kẻ tin vào danh của Ngài. Amen. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã thấy được tấm lòng của Joseph và Caleb, và Đức Chúa Trời đã hành động một cách kỳ diệu. Em có thể chia sẻ tiếp về cái vấn đề mà họ đã đến và họ được đồng phục với nhau. Dạ, lê lưu giang, cảm ơn Chúa. Và ở trong câu số 7, khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở tại Kadê-bê-a sai tôi đi do thám, thì tôi đã được 40 tuổi, và tôi thuật lại cho người thật tình. Amen. Tôi muốn chia sẻ về chữ thật tình. Và trong mọi mối tương giao, trong hội thánh cũng như trong gia đình, cái sự thật tình đó là một cái bí quyết để đem đến sự thành công. Amen. Cái sự thật tình nó sẽ đem đến một cái sự phước hạnh. Cái sự thật tình nó đem đến một cái sự tôn trọng nhau. Một cái sự thật tình nó đem lại một cái chiến thắng thật là lớn lao. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Ông Caleb, ông nói với ông Jose rằng ông đã thuật lại một cách rất là thật tình. Tôi cầu nguyện để rồi hội thánh của Chúa ở đây và tất cả những con cái Chúa đã là con cái của Chúa, là người tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa trên đời sống của mình, thì cái sự thật tình nó phải hàng đầu trong các mối quan hệ. Amen. Trong hôn nhân cũng vậy. Những cái gì nó không thật tình nó đều chống đối lại với hôn nhân. Hôn nhân đổ vỡ một phần lớn đó là do người vợ và người chồng không thật tình. Ví dụ như ông Caleb, ông biết rõ là cái phần đất đó là phần đất mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông. Ông biết rõ ràng là ý của Chúa. Nhưng mà tại nơi đây ông không có tự động ông đứng dậy để rồi ông đi đánh chiếm xứ. Nhưng mà cái điều quyết định khôn ngoan của ông Caleb đó là ông chạy đến ông Joshua và ông hỏi ý kiến của ông Joshua, mặc dù biết chắc đó là ý muốn của Chúa. Cho nên tại nơi đây tôi cầu nguyện cho chính đời sống tôi và ông bà anh chị em, chúng ta có một cái tấm lòng thật thà, chúng ta có một cái tấm lòng cởi mở với nhau, chúng ta có một cái tấm lòng nói thật với nhau. Amen. Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bước đến một cái sự thành công trọn vẹn, ông bà chị em. Ví dụ như trong hôn nhân, nếu như một người vợ và người chồng, hai người mà luôn sống thật tình, thì tôi nghĩ rằng hôn nhân nó thật là tuyệt vời. Nhiều khi người vợ suy nghĩ rằng ôi mình giúp đỡ cho người đó là tốt mà, Chúa dạy cho mình ban ra mà, ban ra thì có phước hơn nhận lãnh. Đúng, lời Chúa dạy như thế. Nhưng mà chúng ta hãy biết rằng trong gia đình thì Chúa đặt người chồng làm chủ. Để có một cái hạnh phúc trọn vẹn thì người vợ không tự động giúp đỡ người khác mà không tôn trọng đến người chồng. Amen. Có rất là nhiều người âm thầm giúp đỡ gia đình mình. Giúp đỡ gia đình là điều tốt, thưa hội thánh. Nhưng mà nếu không tôn trọng mối quan hệ của người chồng, không tôn trọng người chủ gia đình, thì cái sự giúp đỡ chúng ta nó rất là tệ hại. Có rất nhiều gia đình cũng chia tay nhau vì cớ cái sự giúp đỡ mà thiếu tôn trọng chồng hoặc là vợ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi lời của Chúa buổi chiều ngày hôm nay tuy là rất là đơn sơ, mộc mạc, nhưng mà tôi cầu nguyện để rồi mỗi người trong chúng ta hãy sống với nhau thật tình trong hội thánh và hãy sống với nhau thật tình trong gia đình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Vợ tôi đã nói về thật tình và tôi nói tiếp thêm một phần, đó là sự trung thành. Amen. Trung thành, tôi đọc trong câu số 9. Trong ngày đó, Môi-se có thể rằng vùng đất và chân anh đã đạp đến chắc chắn sẽ thuộc về anh và con cháu anh làm sản nghiệp đời đời.
vì anh trung thành vâng theo Jehovah Đức Chúa Trời của tôi. Đây là Môsê, là một người lãnh đạo. Và Môsê đã nói với Caleb rằng ông ấy là một người trung thành. Như vậy tôi cầu nguyện cho làm sao đó mà người lãnh đạo đứng lên giữa đám đông và tuyên bố rằng anh, cô, chị là người trung thành với Chúa và trung thành với hậu thánh. Một người trung thành là một người chắc chắn sẽ nhận lãnh được đất mà Chúa đã hứa. Một người trung thành chắc chắn là người sẽ nhận được cái uy quyền hay là được cái sự tôn trọng, cái uy tín của người đó sẽ được gia tăng khi có sự trung thành. Tôi cầu nguyện cho nhiều người trong hội thánh của Chúa tại đây, nhờ ơn Chúa chúng ta có sự trung thành với Chúa và nhờ ơn Chúa trung thành với người lãnh đạo của mình. Amen. Mặc dù một số người sẽ bảo ô, cái người đó nhỏ hơn tôi mà, người đó tin Chúa sau tôi mà, và người đó đến sau tôi nữa mà. Nhưng mà không, một khi Đức Chúa Trời đã đặt để một người nào làm lãnh đạo, tôi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta hãy xem đó là người lãnh đạo thuộc linh, chứ không phải là thằng này hay là chú nọ. Nhưng mà đó là người lãnh đạo. Những người khác đã trung thành với Môsê thế nào thì họ cũng trung thành với Giô-sê và Ca-lép thế. Và những người trung thành lại là những người được Chúa sức dầu và Chúa sử dụng trong sự vinh quang của Chúa. Tôi cầu nguyện cho sự trung thành đó cũng có trên chính tôi và quý vị. Quý vị biết rằng chúng tôi không phải khoe khoang gì, nhưng mà sau khi chúng tôi hầu việc Chúa thời gian thì quý vị với chúng tôi cũng khó khăn đủ một điều hết. Nhưng mà rồi có một người kia thì họ cũng có chức có quyền lắm, và họ đến họ bảo chúng tôi rằng Phong Hiền ơi, thôi tạm biệt cái tổ chức cái hệ phái chỗ Phong đi và đi theo họ đó. Thì bắt đầu có những lời hứa rất là ngon ngọt êm xuôi và những cái lời rất là tuyệt vời. Nhưng mà rồi thì chúng tôi cười và chúng tôi cảm ơn họ, và chúng tôi nói là cảm ơn tấm lòng tốt của vậy vậy đó. Nhưng mà về phần chúng tôi không thể nào phản bội lãnh đạo của chúng tôi. Và sau đó, chính cái vị lãnh đạo của chúng tôi cho đến bây giờ, ông tuyên bố trước mặt hội thánh, ông luôn luôn nói rằng Phong với Hiền là một người có nhiều cơ hội để bỏ ông đi, mà Phong với Hiền lại là một người bây giờ là người trung thành nhất trong hội thánh. Và ông đặt vào tôi vừa làm thu quỹ, vừa làm tổng thu quỹ và tổng thư ký luôn. Tôi nói thôi đủ rồi, một chức là đỡ mệt rồi, mà đặt tới hai cái luôn. Và ông nói là ông chưa tìm được có người nào ông tin tưởng và trung thành, bởi vì một người kia cũng làm tổng thủ quỹ nhưng mà người đó đã ra đi rồi, về với Chúa rồi, cho nên là vợ tôi phải kiêm tới hai chức. Và sau đó tôi nói là không được, điều đó không tốt, nó sẽ nguy hiểm, cho nên phải tìm một người thế vào. Thì sau mãi một thời gian dài thì cuối cùng bây giờ mới kiếm một người phụ vợ tôi làm tổng thư ký, còn vợ tôi làm tổng thư quỹ. Tôi không phải khoe về chức vụ công việc của chúng tôi, nhưng mà tôi nói với phần thưởng của những người trung thành với Chúa và trung thành với lãnh đạo của mình. Tôi vẫn nói về những người trung thành với chủ của mình, trung thành với những chồng của mình, trung thành với vợ mình, và trung thành với những cái điều gì mà Chúa đặt để trong tâm hồn của chúng ta. Người đó chắc chắn rằng Chúa sẽ sử dụng, người đó chắc chắn sẽ là đem sự vinh quang về cho Đức Chúa Trời. Xứ sẽ được bình tĩnh và sẽ không có giặc giả. Khi có những con người trung thành, khi có những con người tôn trọng, khi có những con người đến gần, và khi có những con người biết ơn và sống một đời sống khiêm nhường, Chúa sẽ sử dụng những người đó để làm sáng danh Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta có mong muốn là năm 2019 này Đức Chúa Trời sẽ làm những điều kỳ diệu cho hội thánh của Ngài tại đây không? Amen. Chúng ta có tin chắc rằng Chúa là đấng sắp sửa làm những điều kỳ diệu không? Amen. Chúa không muốn chúng ta cứ thỏa nguyện trong những cái ơn phước cũ. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời ở tại đất quê kỳ này, mà trong mùa Giáng sinh như vậy mà hội thánh của Chúa đã truyền giảng như vậy, là theo một sư Hải hồi nãy là tới bao nhiêu người rồi? 35 người, với lại chỗ một sư Cúc 4 người, đó là 39 người. 39 người tin Chúa trong dịp lễ Giáng sinh không phải là đơn giản chút nào. Cho nên cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự tốt lành. Tôi tin chắc rằng Chúa là đấng khởi sự làm lành, thì Ngài cũng sẽ làm cho trọn trên hội thánh của Chúa tại đây. Và Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm những Giô-sê, Ngài đang tìm những con người có tâm lòng như là Ca-lép, để rồi Ngài
ban ơn, Ngài chúc phước, Ngài sử dụng những con người đó để đánh tan đi những cái quân thù. Chúng ta biết rằng quân thù rất là nhiều. Jericho là một kẻ thù. Bởi vì sao? Dân sự của Chúa được đi ngang đồng vắng và đi vượt qua bao nhiêu sự thử thách rồi. Bây giờ họ chuẩn bị vào trong xứ hứa. Mà trước khi vào trong xứ thì họ phải đối diện với một cái thành Jericho rất là kinh khủng. Mà Jericho đó đã cản đường và làm cho dân sự của Chúa không thể nào đi ngang qua bờ tường Jericho đó được. Hồi xưa tôi tưởng là tôi mới tin Chúa, tôi tưởng cái thành Jericho, cái tường Jericho là giống như cái bờ rào của Việt Nam xây lên một cao chừng mét hai mét vậy. Tôi tưởng vậy thôi. Ai dè vừa rồi Chúa cho tôi được đi qua tới bên Do Thái, tôi đến cái thành Jericho tôi hết hồn. Cái bề dày nó bằng giống như từ đầu ghế này tới đầu ghế kia quý vị, cao lên mấy mét gì vậy quý vị. Cái thành Jericho bây giờ vẫn còn, một số nơi sụp đổ cho dân sự của Chúa bước vào thôi, còn một số nơi vẫn còn vậy, rất là to lớn và kinh khủng. Nhưng mà bởi sự đầu phục Chúa, bởi sự hiệp một, họ đi và họ làm theo lời của Chúa, thành Jericho đó phải sụp xuống và dân sự của Chúa đã tiến được vào trong sự hứa. Trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho cái thành Jericho nào đang cản đường hội thánh của Chúa, cái thành Jericho nào đang cản trở về kinh tế của chúng ta, cái thành Jericho nào đang cản trở chức vụ của chúng ta, thành Jericho nào đang cản trở cái sự cầu nguyện chúng ta, những điều đó sẽ bị sụp đổ khi có sự hiệp một trong hội thánh này. Amen. Chúa sẽ làm khi mà dân sự của Chúa hiệp một, dù Jericho lớn cái nào cũng phải sụp đổ xuống trước quyền năng của Chúa. Cái vấn đề tại đây là không quan trọng là thành Jericho lớn bao nhiêu hay là nhỏ bao nhiêu, không phải là kẻ thù to bao nhiêu, đông bao nhiêu, nhưng mà cái vấn đề tại đây là Chúa muốn cho chúng ta biết rằng cái sự hiệp một và cái sự tin cậy của chúng ta đối với Chúa bao nhiêu. Amen. Nếu mà thành Jericho nhỏ thôi, quân thù vừa thôi, mà họ không có sự hiệp một, họ không có sự đầu phục và họ không có sự vâng lời Chúa, tôi đảm bảo họ cũng không chiến thắng được thành Jericho. Nhưng mà thành Jericho mặc dù to lớn và tường thành bự cỡ nào, quân thù đông cỡ nào, nhưng mà bởi sự hiệp một, bởi sự đầu phục và sự vâng theo, vâng phục lời của Chúa, thành Jericho đã sụp đổ, quân thù đã bị tiêu diệt và đất hứa đã được đến với dân sự của Đức Chúa Trời. Nhân danh Giê-xu tôi muốn nói quý vị rằng nan đề quý vị lớn bao nhiêu tôi không biết, cái nhu cầu của mỗi người trong chúng ta đối diện bao nhiêu tôi không biết, và những cái điều mà chúng ta đang đối diện về kinh tế, về tiền bạc, về sức khỏe, về gì điều bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà Chúa nói rằng khá cẩn thận giữ tâm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nên nó mà ra. Nếu tâm lòng tôi và anh chị em được thông suốt, nếu tâm lòng tôi và anh chị em có sự đầu phục, nếu tâm lòng tôi và anh chị em có sự tôn trọng Chúa, đặt để Chúa, vâng lời Chúa và đầu phục Chúa, thì tôi tin chắc rằng những cái thành Jericho đó phải sụp đổ cho dân sự của Chúa tiến vào trong sự hứa. Chúng ta biết rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn dân sự của Chúa được giải cứu ra khỏi Ai Cập nô lệ, đúng không? Và ý muốn của Đức Chúa Trời là cho dân sự của Chúa vào trong xứ hứa. Đó là ý muốn đời đời của Chúa. Nhưng mà trước khi bước vào trong xứ hứa thì bắt buộc họ phải đi ngang qua đồng vắng. Phải đi ngang qua đồng vắng. Thì nhân danh Chúa Giêsu buổi chiều hôm nay tôi muốn nói với chị em rằng Chúa muốn cứu mỗi người chúng ta ra khỏi sự tội lỗi, ra khỏi những cái Ai Cập của sự nô lệ, những bệnh tật, những sự khó khăn của sự thờ ma lợi quỷ đó. Và Chúa muốn đưa chúng ta bước vào trong xứ của sự thịnh vượng cả tâm linh, tâm hồn và thể xác. Nhưng mà trước khi bước vào trong đó thì dân sự của Chúa phải đi ngang qua cái đồng vắng. Mà đi ngang qua đồng vắng á, nhanh hay là chậm tùy thuộc vào thái độ của mỗi người trong chúng ta. Nếu họ đầu phục, họ chỉ đi trong vòng 11 ngày. Nhưng mà nếu họ có đếm theo bầy chiên, súc vật và người già trẻ nữa thì cực khổ, thì cho là họ đi 40 ngày đi nữa thì cuối cùng cũng đến được. Nhưng vì cái thái độ và không đầu phục và không sẵn sàng, họ phải mất trong 40 năm. Và tôi mong rằng mỗi một người trong chúng ta tại đây hãy biết được rằng Chúa muốn chúng ta đi đến xứ hứa càng sớm càng tốt. Nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho năm cũ được kết thúc trong sự tốt đẹp và chúng ta chào đón năm mới trong sự hăng hoan bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúng tôi cảm ơn Chúa. Chúng tôi muốn làm chứng sơ vì tôi cũng đến với quý vị cũng nhiều lần, nhưng mà tôi đi một mình cho nên tôi không dám làm chứng hết vì không có người kiểm chứng. Nhưng bây giờ có hai vợ chồng chúng tôi đây lên cho nên chúng tôi có thể nói và người kia có thể trả lời được. Chúng tôi kiểm chứng với nhau. Quý vị biết rằng thật sự như vậy á,
đối với ở người Việt Nam mà từ những con người ở quê. Tôi thì xuất thân từ ở miền Trung, trình độ 8/12 rồi chăn bò thì được cấp bằng A, nhưng mà rồi vợ tôi thì ở dưới Bạc Liêu, rồi một người á thì được sinh ra ở một gia đình nghèo, rồi xin lỗi là giáo dục không được tốt, còn một người thì sinh ra trong gia đình mục sư và được giáo dục tốt và được học hành tới nơi tới chốn. Mà hai vợ chồng như vậy, người nói giọng Quảng Nôm, người nói giọng cá gô bỏ gỗ gồm gọt gọt, rồi hai giọng như vậy ghép lại với nhau, quý vị biết nó khó khen lắm. Một bên thì em không em tét cái đèn đi ngủ cho lớn cái cho nhỏ nhen rèn mía mềm ha, còn một bên là thế này thế kia, nó khó vô cùng. Nhưng mà sau khi chúng tôi quyết định đến với nhau rồi, chúng tôi không nhìn vào những cái gì về trình độ, chúng tôi không nhìn vào cái phong tục, chúng tôi không nhìn vào quê hương xứ sở, mà chúng tôi nhìn thẳng về phía Chúa. Và quý vị biết, chúng tôi đã trải qua biết bao nhiêu sự khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, nhưng mà tôi thấy rằng khi nào có sự hiệp một, khi nào có sự đồng lòng với nhau, mọi nan đề đã được giải quyết, mọi thành Jericho đã sụp đổ khi chúng tôi hiệp một với nhau, cầu nguyện với nhau và tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng tôi bước vào được trong sự hứa. Ngày hôm nay mà hai vợ chồng chúng tôi được đứng tại đây, đó là hoàn toàn là bởi ơn lành phép lạ của Đức Chúa Trời. Nếu mà Chúa không giúp đỡ, chúng tôi không làm được những điều này. Nhưng mà tôi biết rằng một khi Chúa giúp đỡ, mọi chuyện lớn cỡ nào không biết, mà Chúa giúp thì mọi chuyện cũng có thể xảy ra khi chúng ta vâng lời Chúa. Amen. Cho nên qua cái phân đoạn kinh thánh này, chúng tôi muốn gửi đến với hội thánh của Chúa trong những dịp cuối năm này rằng Chúa nói với chúng ta ở trong sách Giăng đoạn 7 câu 37 và 38 và cho chúng ta biết rằng đến câu 39 rằng Chúa nói là ngày sau cùng là ngày trọng thể. Ngày sau cùng, những ngày này là những ngày sau cùng là ngày trọng thể. Đức Chúa Giêsu đứng dậy và kêu rằng hỡi những kẻ nào khác, hãy đến mà uống. Chúa Giêsu luôn luôn cho chúng ta biết rằng những cái điều gì mà cuối cùng và chuẩn bị chấm dứt như vậy, và Chúa luôn luôn đứng lên và Chúa luôn mở một cái đường là hỡi những kẻ nào khác, hỡi những kẻ nào sẵn sàng, hỡi những kẻ nào muốn nhận được cái điều gì tươi mới trong năm mới, hỡi những kẻ nào muốn kinh nghiệm đời sống mình được biến cải, hỡi những kẻ nào muốn mình kinh nghiệm một đời sống mình thành công, hãy đến với Chúa. Hãy đến. Và đến với Chúa như vậy thì Chúa nói là người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy vào trong lòng mình y như kinh thánh chép vậy. Ngài phán điều đó, Ngài chỉ về Đức Thánh Linh. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa đã giúp đỡ cho Joseph và Caleb đưa dân sự của Chúa vào trong xứ được thành công, được kết quả, và xứ đã được bình tĩnh, không có chiến tranh và không có giặc giã. Thì tôi cầu nguyện cho Đức Chúa Thánh Linh đó cũng đưa dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa và mỗi một người chúng ta thoát ra những cái điều gì đó còn vướng bận của bên kia sông Giô-đanh và tiến qua bên này sông Giô-đanh và vào trong xứ. Và mỗi một người chúng ta hãy kinh nghiệm trong xứ, trong lòng, trong gia đình, trong hội thánh, trong cá nhân, trong công ty chúng ta không còn giặc giã, mà xứ đó sẽ được bình tĩnh khi có sự hiện diện của Chúa trên đời sống của mình. Chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta. Và chúng tôi muốn nói thêm một phần cuối để rồi chúng ta kết thúc tại đây là tạ ơn Chúa. Giô-suê mặc dù có quyền, Giô-suê mặc dù phán được mọi sự, nhưng mà Giô-suê rất là tôn trọng ý kiến của Ca-lép. Amen. Phần cuối cùng tôi muốn chia sẻ cái chỗ là Giô-suê đã tôn trọng ý kiến của Ca-lép. Mỗi một người trong chúng ta tại đây biết rằng Giô-suê là người có quyền trên Caleb trong thời bây giờ vì Giô-suê là lãnh đạo, nhưng mà ông vẫn tôn trọng ý kiến của Caleb. Tôi mong muốn rằng các mục sư trẻ cũng phải tôn trọng Chúa và tôn trọng lẫn nhau. Và tôi cầu nguyện cho những người trong gia đình, những người trong công ty, mỗi một người trong ta tại đây hãy nhờ ơn Chúa mà biết tôn trọng lẫn nhau thì công việc chúng ta sẽ được tốt đẹp, xứ chúng ta sẽ được bình tĩnh và không có giặc giả. Sự giặc giả, sự cãi vã, sự hơn thua, sự tố cáo, sự lên án, đó là linh của thế gian và nó đã cũ rồi. Và chúng ta công bố rằng sự bình tĩnh, sự an ninh, sự vui vẻ, sự thành công là trong ý muốn của Chúa, và điều đó là Chúa đang dành sẵn cho dân sự của Chúa tại nơi đây.
Tôi cầu nguyện cho hết thảy những người đang có mặt tại đây, không chỉ là những người nhà lãnh đạo, nhưng mà mỗi người chúng ta là những người lãnh đạo trong gia đình, chúng ta là những người mẹ, chúng ta là những người ba, chúng ta là những người ở trong công việc làm, thì mỗi một người chúng ta cần phải tôn trọng Chúa và tôn trọng lẫn nhau. Thì tôi tin chắc rằng Chúa không thiếu phước hạnh của Ngài trên mỗi đời sống của chúng ta. Nguyện xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị, kinh nghiệm những điều gì cũ kỹ sẽ qua đi và những điều tươi mới sẽ đến với mình, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Trân trọng kính mời hội thánh chúng ta đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Kính mời mục sư Hải tiếp tục hướng dẫn dân sự của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta cầu nguyện trong giờ này. Xin Chúa Ngài giúp đỡ và Ngài dẫn dắt mỗi người trong chúng ta. Mỗi người chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có một cái sự trung thành, có cái sự đến gần lẫn nhau và chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Và Chúa giúp đỡ mọi người chúng con biết quý mến lẫn nhau, để Đức Chúa Trời Ngài ban ơn, Ngài chúc phước và Ngài giúp đỡ trên mỗi người chúng con làm trọn theo những điều mà Chúa mong muốn trên cuộc đời của mình. Cảm ơn Chúa giúp đỡ chúng ta trong giờ này. Xin kính mời mục sư Hải tiếp tục hướng dẫn. Ta cho bài hát cuối cùng.
chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài yêu thương nhân loại của chúng ta đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai bất cứ một người nào tin vào con ấy hay tin vào Chúa Giêsu thì sẽ không bị hư mất nơi hỏa ngục mà được sự sống đời đời. Và ngay trong giờ này tôi biết rằng chị Lan có dẫn một người chị em lần đầu tiên đến đây. Chị Lan bảo rằng mục sư có thể chia sẻ khích lệ cho bạn của em biết về Chúa, tin Chúa để bạn của em có thể được cứu. Và trong giờ này tôi muốn nói với chị đó rằng Chúa yêu chị và Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá đền tội cho chị. Và Chúa Giêsu Ngài muốn đến với đời sống của chị, cất đi tất cả những ưu phiền, mệt mỏi, những sự thất bại, và Ngài muốn cất đi tội lỗi ra khỏi đời sống của chị. Ngài muốn ban cho chị trở thành làm con của Đức Chúa Trời. Tại vì bấy lâu nay chị ăn cơm của Đức Chúa Trời, chị uống nước cũng của Đức Chúa Trời, chị lâm nguy cũng của Đức Chúa Trời, chị khổ chị cũng kêu đến ông trời, nhưng mà chị chưa biết ông trời là ai, chị chưa thờ phượng Ngài. Và Chúa đã yêu thương chị bằng cách là Ngài đã xuống trần gian, Ngài chết trên thánh giá, Ngài đổ huyết ra, Ngài đền tội cho chị. Và buổi chiều hôm nay Chúa muốn đến đời sống của chị, Ngài muốn tha tội cho chị và nhận chị làm con của Ngài. Ngài muốn cắt cái địa ngục ra khỏi đời sống của chị, và Ngài muốn ban thiên đàng vinh hiển vào trên đời sống, để rồi chị được làm con của Đức Chúa Trời, tội chị được tha, và chị sẽ kinh nghiệm một đời sống ở đất như là ở trời vậy. Cho nên trong giờ này tôi nói tới đâu chị gật đầu, chị amen tới đó, thì tôi xin mời chị cùng tiến lên đây. Tôi sẽ nhờ Chúa tôi cầu nguyện cho chị. Chị Lan sẽ dẫn người bạn của mình lên đây, và tôi sẽ cầu nguyện cho người bạn đó để người bạn tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng, để rồi tội sẽ được tha và linh hồn sẽ được cứu. Chị Lan sẽ nhờ ơn Chúa mà tiếp tục mỗi buổi chiều Chủ nhật dẫn người chị này đến đây để cùng thờ phượng Chúa. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài vì chị này đã biết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu yêu đời sống của chị, và Chúa Giêsu muốn đến với đời sống của chị. Ngài muốn tha tội cho chị và nhận chị làm con của Ngài. Giống như chúng tôi trước đây cũng không biết Chúa, sống trong sự lo lắng, sợ hãi, buồn phiền và thất vọng. Ngày hôm nay bản thân của tôi và một số người đây đã biết về Chúa, cuộc đời đã kinh nghiệm những tình yêu, kinh nghiệm sự tha thứ và phước lành từ nơi Chúa. Bây giờ tôi muốn hướng dẫn chị để chị tiếp nhận Chúa Giêsu bước vào lòng, để cho tội chị được tha và linh hồn chị được cứu. Amen. Chị mới thì chị có thể nói theo tôi nha. Kính lạy Đức Chúa Trời. Chị nói lớn lên. Nó lớn lên nè. Yeah. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời. Ngài là đấng. Ngài là đấng tạo dựng ra vũ trụ này. Tạo dựng ra vũ trụ này. Trong đó có con. Trong đó có con. Chúa Giêsu ơi. Chúa Giêsu ơi. Bấy lâu nay. Bấy lâu nay. Con chưa thờ phượng Chúa phải lẽ. Con chưa thờ phượng Chúa phải lẽ. Con là người có tội. Con là người có tội. Nhưng Ngài yêu thương con. Nhưng Ngài yêu thương con. Ngài đã xuống trần gian. Ngài đã xuống trần gian. Ngài chết trên thánh giá. Ngài chết trên thánh giá. Ngài đổ huyết ra. Ngài đổ huyết ra. Ngài đền tội cho con. Ngài đền tội cho con. Ngài chết xuống đất. Ngài chết xuống đất. 3 ngày sau. 3 ngày sau. Ngài đã sống lại. Ngài đã sống lại. Để cứu linh hồn con. Để cứu linh hồn con. Ngay trong giờ này. Ngay trong giờ này. Con xin dâng. Con xin dâng linh hồn của con. Linh hồn của con. Cho Chúa Giêsu. Cho Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu. Tha tội cho con. Tha tội cho con. Và nhận con. Và nhận con. Làm con của Chúa. Làm con của Chúa. Xin Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu. Xóa tên con. Xóa tên con. Ra khỏi địa ngục. Ra khỏi địa ngục. Xin Ngài ghi tên con. Xin Ngài ghi tên con. Vào danh sách sự sống. Vào danh sách sự sống. Đời đời trên thiên đàng. Đời đời trên thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Đã tha tội cho con. Đã tha tội cho đã con. Đã cứu con. Đã cứu con. Đã nhận con. Đã nhận con. Làm con của Ngài rồi. Làm con của Ngài rồi. Con thành tâm và cầu nguyện. Con thành tâm và cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. Nè, chúng ta vỗ tay ngợi cho Ngài. À, xin lỗi chị tên gì để tôi cầu nguyện cho chị ha. Lệ Hoa. À, cái gì Lệ Hoa ha? À, Lệ Hoa. Yeah. À, tôi sẽ cầu nguyện cho chị Lệ Hoa. Trời, chúng con dâng lời cảm ơn Ngài buổi chiều hôm nay. Chúa cho chị Lệ Hoa đã đến đây và chị đã mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng. Và trong giờ này cậy quyền ở trong danh Chúa Giêsu, con đặt tay trên đời sống của chị Lệ Hoa. Và con truyền lệnh cho tất cả những quyền lực của sự tối tăm, bất cứ một cái linh gì không thuộc về Chúa Giêsu ra khỏi chị Lệ Hoa ngay trong giờ này. Và con trục xuất tất cả những quyền lực của sự tối tăm, ma quỷ, Satan, thất bại, mệt mỏi, bệnh tật, đau yếu ra khỏi chị Lê Hoa ngay trong giờ này. Và Chúa con mời gọi Đức Thánh Linh của Ngài đến trên tâm hồn của chị. Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt chị, và Đức Thánh Linh của Ngài an ủi,
dẫn dắt, ban ơn trên đời sống của chị đi theo Chúa từ nay cho đến ngày gặp Chúa trên thiên đàng. Con tạ ơn Cha. Con dâng chị Lệ Hoa ở trong vòng tay của Cha. Chúa hết lòng biết ơn Chúa và cầu nguyện ở trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.